nay bác Sinh lại có bác phẩm gì đấy? Vâng, hôm nay tôi tiến hành làm đến cây ổi. Vâng, đây là cái cây ổi mà tôi đang xây dựng theo có dáng là theo cái nét chữ tâm. Bây giờ nó đang tùm qua cái vụ hè vừa rồi, nó tùm này. Tốt quá bác nhỉ? Tốt quá. Đây. Tốt, nó không nhìn thấy thân đâu. Đây, giờ quay bên này nhìn rõ. Đấy, bây giờ tôi sẽ chặn sửa đến khoảng độ 30 phút thì bắt đầu phô được hết cái vâng, nét chữ cây ổi chữ tâm của bác Sinh. Nó phô được hết cái nét của cái cây ổi ra thì anh em thưởng thức. Mùa hè này nó lên nhanh lắm. Mình cắt mùa hè thế này cũng tốt, nó lên nhanh này, nó nhanh bắn lộc xong rồi nó có nhiều dăm. Tạo được nhiều dăm là đẹp. Chỉ để một lách lá thôi. Mỗi một nhánh thì để đúng một lách lá thôi. Thì nó mới ra nhiều răm. Đây, ví dụ em soi vào đây này. Ví dụ như cái này chỉ để một lách lá này thôi. Hai lá để lách. Cái này một, cái này một lách lá này thôi. Đây, cắt từ đây. Đấy, vậy nó có hai cái lách lá. Đoạn sau nó ra cái mầm thì nó sẽ tạo cái răm đẹp. Đấy. Cứ mỗi cái chỉ để một lách lá. Đây. Đấy nha, cái chỗ này nha. Bắt đầu cái điểm xuất phát cũ của nó từ đây. Lên đây. Mình để đúng lách lá này. Đấy. Sau đó sau đó hai bên này nó sẽ ra hai cái mầm. Bên này và bên này một cái thì là trở thành tạo răm rất tốt. Đấy. Với hai cái lách lá nó sẽ mọc đối nhau thì trở thành hai cái răm. Hai bên. Hai cái mầm nhỏ hai bên. Sau đến vụ sau ta lại cắt tiếp. Đây ví dụ như thế này. Khi cắt tiếp rồi thì nó sẽ lên rất nhanh. Vì cái mình lợi dụng cái mùa hè nó phát triển nhanh mà. Đấy, tùm như bới tre đấy. Đấy, cái này cũng vậy. Thế hy vọng là ngày này sang năm thôi thì cái số lượng dăm nó sẽ nhiều hơn. Cho nên là anh em, nhiều anh em cứ hỏi và thế tạo dăm nhanh vào thì cắt vào mùa nào, tôi bảo chính là cắt vào mùa hè mới là nhanh lên dăm nhất. Đấy. Thế nhưng mùa hè thì anh em mình nói là nó hay bị cháy, bị nắng sốc các thứ thì chúng ta có biện pháp rồi, có lưới đen, lưới xanh căng lên rồi. Đấy. Tất cả chỉ để đúng một lách lá thôi. Mầm to, mầm nhỏ, mầm già, mầm non đều để có đúng một lách lá. Sao mày kia? Đây. Rồi, ok. Đấy, thế là cái tán này là tạm ổn đấy. Tôi sẽ làm xong đủ 4 tán với cái ngọn ở trên. Đây, ví dụ như cái ngọn ở trên này. Sau đó chúng ta sẽ so sánh cái cây ổi này tôi của tôi và cái chữ tâm. Đấy. Làm bonsai theo nét chữ này nó cũng là một cái bộ môn rất khó ấy. Uốn ấy. Tôi đang làm một cây chữ phúc. Đó là cây du. Khi nào nó ổn ổn thì tôi sẽ chỉnh làm. Cây ổi này nha bác có quả chưa? Có rồi chứ. Đấy. Tôi sẽ đưa
bắt cái ngọn này để anh em chúng ta xem trước. Cái này nhanh đây nhỉ, có 4 tán phải cắt được 2 rồi, sắp được 2 rồi. Nó định hình rồi mà. Đấy. Thậm chí là hôm nay tôi sẽ cởi hết dây. Hoặc là có thể thôi cứ để tháng 9 đi, âm đi, tức là 2 tháng nữa đi. Sang tháng 10 âm thì cởi. Lúc đấy nó vào đông rồi. Cây nó ít phát triển. Đấy. Sơ bộ với anh em như vậy để chúng ta đây là cái phần ngọn này, quả phúc này. Khi tôi làm nó tròn trịa xong, nó hết tán, hết hết cái rông của tán này thì anh em mình sẽ cảm nhận được. Nếu mà làm bonsai mà chúng ta cầu kỳ ấy, tỉ mỉ ấy, kiên nhẫn ấy, kiên trì ấy, mà làm được đến đủ 4 chữ à 9 chữ ấy. Tức là cửu đức ấy. 9 cái chữ mà 9 cái đức tính của con người mà Khổng Tử vẫn thường lấy 9 cái chữ đấy làm nền tảng giáo dục, làm cái gọi là như chúng ta gọi là những cái châm ngôn. Nhưng mà đầu tiên nhất vẫn phải là chữ đức. Đến Hồ Chủ tịch vừa rồi, đến bây giờ thế hệ thời đại mới bây giờ, chứ không phải nói gì đến cổ xưa, vẫn phải dùng đến chữ đức đầu tiên nhất. Hồ Chủ tịch còn vẫn dạy chúng ta là vẫn giáo dục là có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó, nhưng mà có tài mà không có đức thì là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó, thì phải học hỏi để cho bồi dưỡng, nhưng mà có tài mà không có đức rồi thì là vô dụng. Thì tôi sẽ làm mấy chữ chữ tâm trước, sau đó tôi đang uốn cây du thành chữ phúc. Phúc tâm đức nhẫn trí. Bây giờ cái gì hôm trước là tôi đọc là đủ 9 chữ ấy. Gọi là cửu đức ấy. Dũng, đúng rồi. Đấy. Sau khi nó thành cái tán quây hết rồi, xong rồi tôi sẽ lấy cận cảnh cái thân nó hình chữ tâm như thế nào để chúng ta thưởng thức. Ông chưa lên tiêm à? Hay dừng đã? Không được. Không được. Không được á? Khả năng thì cái đốt sống này mình nó bị ấy. À. Đốt sống này nó đau ê ê từ hôm qua hôm nay. Yeah. Tức là máu nó dẫn không đều, chập chờn. Thế thì phải lấy thôi. Người tên lấy chữ cửu phẩm đẹp hơn. Không, cửu phẩm. Cửu đức ấy, chính đó là cửu đức. Những cây cổ, thế cổ là nó gọi là cửu phẩm. Nhưng mà mình làm chữ này thì vẫn là kiểu đức. Vạn đông nữa thì cây bảy tán thất hiền thì gọi là cây thất đức. Không, thất hiền nó khác, thất hiền là bảy vị hiền tài. Ông ạ. Thế nó gọi là bảy tán ấy. Ừ, thất hiền. Sáu tay một ngọn thì gọi là thất hiền. Thất hiền, tức là nói về... Tám tay một ngọn gọi là cửu phẩm. Ừ. Cửu phẩm tức là vua ngày xưa là quan, nó từ trung ương đến địa phương là nó có 9 chức sắc.
cao nhất là nhất phẩm là cao nhất, vâng. Là cái cửu phẩm là anh xã đấy. Vâng. Thôi sướng cái là không phải mua quan tài rồi, mình bây giờ này, chị này là sống chọc chọc đầu rồi. Nói về chữ, nói về cái giáo dục ấy, thì ngoài ra đức tính con người nếu mà là trọn vẹn nữa thì như Hồ Chủ tịch còn nói là trời thì có bốn phương, đông tây nam bắc, đất có bốn phương đông tây nam bắc, trời có bốn mùa xuân hạ thu đông. Đấy, người thì có bốn đức tính là cần kiệm liêm chính. Thế mà trời mà thiếu một phương, đất mà thiếu một phương thì không phải là đất, mà trời mà thiếu một mùa thì không phải là trời. Thế mà người mà thiếu một đức tính thì không phải là người. Thế nhưng bây giờ mấy người còn đủ được bốn đức tính cần kiệm liêm chính? Trong một cái buổi mà một cái đại hội nói chuyện với cán bộ công nhân viên chức phát động thi đua từ những năm còn chiến tranh, Hồ Chủ tịch vẫn có cái câu nói mà đến bây giờ tôi thì tôi vẫn lưu trữ lại, thỉnh thoảng tôi đăng lên để cho anh em chúng ta biết. Trời có bốn mùa xuân hạ thu đông, đất có bốn phương đông tây nam bắc, người có bốn đức tính là cần kiệm liêm chính. Thế mà trời mà thiếu mất một mùa thì còn gì gọi là trời nữa. Có bốn mùa xuân hạ thu đông lại thiếu mất một mùa. Thế mà đất thì mà thiếu mất một phương thì đông tây nam bắc thì không phải là đất. Thế xong rồi hả bác? Tí nữa, bây giờ tôi lấy cái chữ tâm ra để tôi nói chuyện với anh em một chút. Tiền Tây thì làm sao để có mùa. Tiền Nhật là sao mà sao mà có bốn mùa. Giới thiệu với các bạn đây là chữ tâm. Một chữ tâm màu vàng trên cái nền đỏ rất là trang trọng mà tôi treo ở trong phòng làm việc của tôi. Chúng ta so sánh cái chữ tâm mà tôi đang muốn tạo dáng của một cây ổi. Đây, ngồi thấp xuống để xoay cái thân của cây ổi nhé. Đây, tôi bỏ cái chữ tâm ra, chúng ta so với cây ổi sau. Cái nét này đây thì chính đây. Đấy, em phải đến gần em soi đây nhá. Đấy, đây chính là cái nét này này. Đấy, em xoay đây, đây chính là cái nét này. Đấy, đây lên tận đây. Thế còn hai cái nét này, tức là cái phải đấy nhá, thì chính là tay 3 và tay 4. Em đứng dậy em quay này đây. Đấy, chính là cái nét phải của cái này đây, chúng ta thấy không? Là tay 3, tay 3 và tay 4. Đây, tay 4 nó bên này này. Đấy, cái nét phẩy của nó đây này. Đấy là cây ổi chữ tâm. Đấy, chúng ta ngắm ở phía dưới. Đây, cái nét phẩy của nó đây, nét chính của cây này. Đấy, so với phía dưới. Đấy.
Thôi em quay gần đến đây, quay gần đây. À, bây giờ chúng ta sẽ cận cảnh xung quanh cái chạy xung quanh cái thân mẹ và hình dáng của cây ổi. Đắc cho cái hai cái chanh với lại cái cây ngang nhau xem nào. Ngang nhau thì phải quay đường làng này đúng nét. Đây. Được chưa? Hết cả hai của cả cây và cả tranh này trên màn hình chưa? Rồi. Rồi, thế nhá. Anh em mình đã Đỗ Sinh đã giới thiệu và chia sẻ với anh em xây dựng cây ổi chữ tâm là như vậy. À, xin cảm ơn các bạn nhé. Đây là một cuốn video mà chúng ta giải trí trong những ngày dịch bệnh cách ly. À, Đỗ Sinh cũng không thể đi đến các nhà vườn trên toàn quốc để làm chương trình trực tiếp được. Thì vừa rồi là có một số các nhà vườn anh em có gửi những cái cuốn video đến để đăng tải trên kênh Hương Sắc Đỗ Sinh, thì chúng ta xem cũng hết sức thông cảm. À, thông cảm về cái chất lượng quay, thông cảm về cái lời bình, giọng nói, cũng như là cái chiều sâu khi chia sẻ video về bonsai nghệ thuật chưa đạt được cái mong muốn của chúng ta thì chúng ta hết sức thông cảm. À, khi nào mà hết cách ly giãn cách xã hội và được phép đi trên đến mọi miền đất nước thì Đỗ Sinh lại tiếp tục hành trang đi đến để làm những chương trình trực tiếp để phục vụ các bạn. Đỗ Sinh xin chào nhé. Chúc anh em chúng ta nhiều sức khỏe, nhanh chóng ổn định cuộc sống, dịch bệnh sẽ bị đẩy lùi.